Các em học sinh thân mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 4 sách cánh diều qua sách và bài tập bài 85 luyện tập tiết 2. Trong video hôm nay các em sang bài tập số 5. Tuấn Anh cắt một sợi dây dài 9 dm ra thành các đoạn dây dài 3/2 dm. Hỏi Tuấn Anh cắt được mấy đoạn dây như vậy? Các em hình dung 9 dm cắt ra thành các đoạn dây dài bằng nhau, mỗi đoạn là 3/2 dm. Như vậy, 9 dm chia thành các đoạn, mỗi đoạn dài 3/2 dm. Ta lấy 9 chia 3/2 thì sẽ tìm được số đoạn dây. Được chưa? 9 dm chia cho mỗi đoạn là 3/2 dm. Thì chúng ta sẽ tìm được số đoạn. Vậy Tuấn Anh cắt được số đoạn dây là 9 chia cho 3/2. Chia cho 3/2 thì ta lấy 9 nhân với 2/3. 9 nhân 2 bằng 18. 18/3, các em hiểu là 18 chia 3 bằng 6, tức là 6 đoạn. Đáp số là 6 đoạn dây. Tiếp theo là các em sang bài tập số 6. Trong một phòng chiếu phim có 60 người xem, biết rằng số trẻ em chiếm 3/5 số người xem. Hỏi trong phòng chiếu phim đó có bao nhiêu người lớn? Muốn tìm số người lớn trong phòng chiếu phim, chúng ta lấy tổng số người là 60, trừ đi số trẻ em. Được chưa? Trong phòng thì chỉ có người lớn và trẻ em thôi. Tổng là 60 người. Bây giờ lấy 60 người trừ đi số trẻ em thì ta tìm được số người lớn. Như vậy trước hết là các em phải tìm số trẻ em trước. Số trẻ em có trong phòng chiếu phim là số trẻ em chiếm 3/5 số người xem, tức là bằng 3/5 của 60. Số trẻ em bằng 3/5 của 60 người. Các em tìm 3/5 của 60 bằng cách là lấy 60 nhân với 3/5. Muốn tìm phân số của một số, ta lấy số đó nhân với phân số. 60 nhân 3 bằng 180. 180/5 tức là 180 chia 5. 180 chia 5 bằng 36. 36 người. Như vậy trong phòng chiếu phim đó có số người lớn là, ta lấy 60 trừ đi số trẻ em là 36 bằng 24 người. Đáp số là 24 người. Tiếp theo là các em sang bài tập số 7. Chị Linh đọc hết 1/2 số trang của quyển sách trong 3 ngày. Theo em, nếu cứ đọc với tốc độ như vậy thì trong mấy ngày chị Linh sẽ đọc hết quyển sách đó? Rồi các em hình dung, đọc 1/2 quyển trong 3 ngày, vậy đọc một quyển trong bao nhiêu ngày? Một phần hai quyển đọc trong 3 ngày, vậy một quyển đọc trong, các em lấy 3 chia cho 1/2 thì ta tìm được số ngày. Nói như vậy thì các em rất là khó hiểu, bởi vì ở đây nó là phân số, cho nên các em rất là khó hình dung. Thầy giáo lấy một ví dụ đơn giản như sau. Hai quyển vở có giá là 6.000 đồng. Vậy một quyển vở có giá là bao nhiêu đồng? Ta lấy 6.000 chia cho 2. Đúng không? Bài toán này tương tự như vậy. 1/2 quyển thì đọc trong 3 ngày. Vậy muốn biết một quyển đọc trong bao nhiêu ngày, ta lấy 3 chia cho 1/2. Ta lấy 3 chia cho 1/2. Rồi các em hình dung, 1/2 quyển sách thì đọc trong 3 ngày. Vậy cả quyển sách thì đọc trong 3 cộng 3 bằng 6 ngày. Làm thế nào để tìm ra 6? Ta lấy 3 chia cho 1/2. Chị Linh đọc hết cả quyển sách trong số ngày là,
3 chia cho 1 phần 2 bằng 3 nhân với 2 phần 1. 3 nhân 2 bằng 6. 6 chia 1 bằng 6. 6 ngày. Đáp số là 6 ngày. Rồi như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc em học tốt.